Laontis. Bạn đang nghe sách từ sách gọn com Phần 1: Tổng quan. Các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của bạn đang bán rất chạy. Không có lý do để làm bất cứ điều gì khác nhau. Nhưng điều đó không ngăn bạn mơ mộng về những ý tưởng xa vời có thể khiến ảnh hưởng của công ty bạn tăng vọt. Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì dập tắt suy nghĩ điên rồ đó, bạn thực sự đã thử? Trong Laontis. How to trờ the crazy ideas Jack Winkus. QRDC, Entrance Form Industries 2019, nhà vật lý kim doanh nhân Safi BAHCA lời giải thích cách các công ty, tổ chức chính phủ và thậm chí toàn bộ quốc gia có thể hưởng lợi từ việc khám phá và phát triển các sản phẩm cũng như chiến lược, hoặc nhìn, có vẻ quá cấp tiến hoặc quá xa vời để thành công, không giống như moonshots là những kế hoạch táo bạo và tốn kém được dự đoán sẽ thành công. Lo on là những dự án phần lớn bị coi là quá khó khăn tốn kém hoặc lố bịch để làm việc. Những người quảng bá lo on thường bị phớt lờ hoặc bị chế giễu vì tin vào một ý tưởng dường như không khả thi. Vì lo on thường bị loại khỏi tay, nên hầu hết đều bị đánh bại trước khi có cơ hội được kiểm tra. Tuy nhiên, khi một lo on tồn tại, đôi khi nó có thể trở thành một bước phát triển thực sự làm thay đổi các chuẩn mực hiện có. Các công ty sẵn sàng nuôi dưỡng những kẻ liều lĩnh phải nhận ra rằng nhiều nỗ lực của họ có thể dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, lợi ích của một lần bắn súng thành công lớn hơn khả năng thiếu thành công. Để duy trì lợi nhuận trong thời gian thử nghiệm, các công ty và tổ chức khác nên tìm cách khám phá cả sản phẩm tiềm năng và sản phẩm nhượng quyền thương mại, là những sản phẩm và chiến lược thị trường đã tìm thấy khả năng thương mại. Nếu các sản phẩm nhượng quyền thương mại được theo đuổi cùng với các lo on statistics, sau đó một công ty sẽ có thể hưởng lợi cả từ sự đổi mới và từ các xu hướng tiêu dùng hiện có quy mô của một công ty có thể ảnh hưởng đến việc liệu công ty đó có thể dễ dàng và bền vững thực hiện các bước nhảy vọt hay không hầu hết các công ty nhỏ đều linh hoạt hơn và do đó có khả năng theo đuổi những cú nhảy vọt trong khi các công ty lớn hơn có cấu trúc vững chắc hơn và phù hợp hơn với nhượng quyền thương mại lý tưởng nhất là một công ty nên đạt được trạng thái cân bằng động trạng thái mà các nhà đổi mới có thể làm việc tại cùng một công ty với tư cách là các nhóm tập trung vào các sản phẩm nhượng quyền một số nhân viên được chọn có thể chuyển đổi giữa công việc nhượng quyền và công việc ngắn hạn, nhưng hầu hết sẽ phù hợp với nhiệm vụ này hay nhiệm vụ khác. Tất nhiên, tất cả các công ty đều trải qua quá trình chuyển đổi giai đoạn, một công ty phát triển trên 150 thành viên có nhiều khả năng trở nên có đầu óc nhượng quyền hơn là phát triển các công ty con. Tuy nhiên, nếu một công ty hiểu được những điều kiện tạo ra những thành công rực rỡ thì công ty đó có thể dễ dàng vượt qua tình trạng trì trệ sáng tạo thường xảy ra sau khi phát triển đến một quy mô nhất định thay vì khuyến khích bản năng của những người lao động có đầu óc nghề nghiệp hành xử thận trọng các công ty có thể chi nhân viên thành các bộ phận nhỏ hơn và thưởng cho nhân viên vì những nỗ lực và tiến bộ của họ các doanh nghiệp thường thích đánh giá các sản phẩm hoặc chiến lược tiềm năng bằng cách xem liệu chúng có khả năng phá vỡ các tiêu chuẩn ngành hiện có hay không tuy nhiên một công nghệ đột phá không nhất thiết là một dấu hiệu chắc chắn của một sự thất bại. Khả năng của một sản phẩm để phá vỡ hoặc thay đổi hiện trạng chỉ có thể được xác định trong nhận thức muộn màng, trong khi các lo on sẽ được xác định trong khi khả năng tồn tại trong tương lai của chúng vẫn còn bị nghi ngờ. Thay vì tập trung vào việc liệu một ý tưởng nhất định có tiềm năng khuấy động thị trường hay không, thay vào đó, các công ty nên tập trung vào việc tìm giải pháp cho những vấn đề dường như không thể giải quyết được trong ngành của họ, bằng cách tìm kiếm những nhân viên thông minh, những người sẵn sàng khám phá các chiến thuật chưa được kiểm chứng đồng thời quảng bá các sản phẩm phổ biến nhất của mình. Một công ty có thể duy trì vị trí tiên phong mà không phải hy sinh sức hấp dẫn của mình đối với dòng chính. Phần 2. Những hiểu biết chính. là on có thể được chia thành hai loại. Đột phá về sản phẩm và đột phá về chiến lược một âm thanh lò on vẫn có thể phát ra âm thanh ngay cả khi nó không đạt được một số thử nghiệm đầu tiên mà nó được áp dụng. Cả văn hóa và cấu trúc đều là những thành phần quan trọng trong khả năng của một công ty trong việc tạo ra những bước đột phá thành công. Loại bỏ nứt thang sự nghiệp của công ty có thể khuyến khích sự đổi mới. Ngay cả những nhà lãnh đạo tài năng cũng có thể đánh chìm lợi thế sáng tạo của công ty nếu họ không sẵn sàng tiếp đại những trò đùa vui do người khác tưởng tượng ra. Áp lực ngang hàng có thể đóng vai trò là động lực tuyệt vời thay cho phần thưởng văn phòng truyền thống. Phân tích những cú sút thành công cũng quan trọng như những cú đánh thất bại. Vườn ươm là Onshot có thể được sử dụng để nuôi dưỡng sự phát triển trong các công ty và rộng hơn là ở các quốc gia. Tài liệu tham khảo chính về Insight 1, chương 1 và 3, 2, chương 2, 3, chương 8, 4, chương 8, 5, chương 4 và 5, 6. Chương 7, 7, chương 5 và 8, 8, chương 9 phần 3. Key Insight 1. Lò on có thể được chia thành hai loại. Đột phá về sản phẩm và đột phá về chiến lược. Mặc dù tất cả các phát bắn đều mong manh và dễ bị loại bỏ, nhưng không phải tất cả các phát bắn đều tập trung vào cùng một kiểu đột phá. Một số lo on được gọi là bê tỉ pet, là những sản phẩm mà không ai tin rằng sẽ đạt được khả năng tồn tại phổ biến hoặc thịnh vượng tài chính cho những người ủng hộ chúng. Ví dụ, chiếc điện thoại đầu tiên được coi là một kỳ quan công nghệ vô dụng trong nhiều thập kỷ sau khi nó được tạo ra vì tín hiệu điện vẫn chưa đủ mạnh để truyền tín hiệu điện thoại đi một khoảng cách xa, ít hơn nhiều trên toàn nước Mỹ. Điện thoại đã không trở thành một công cụ chủ đạo cho đến khi một giám đốc điều hành mới, Theodore Bell, được thuê để tiếp quản công ty điện thoại Bell. Công ty được đổi tên thành ác và tê ngay sau khi được JP Morgan mua lại. Vêu thề rằng điện thoại cuối cùng sẽ có thể sử dụng được đến mức ai đó ở bờ đông có thể liên lạc với ai đó ở bờ tây. Vêu đã hỗ trợ một loại súng ngắn loại B bằng cách theo đuổi một chiếc điện thoại mạnh hơn, khả thi hơn về mặt thương mại. Bởi vì anh ấy đã làm điều đó, Alexander Graham Bell cuối cùng đã có thể tiếp cận ai đó ở San Francisco từ một phòng họp ở New York. Loại súng ngắn khác, loại S, tập trung nhiều hơn vào đổi mới trong chiến lược hơn là phát triển sản phẩm. Lính bắn kiểu S thường được báo trước là những chiến lược sẽ không bao giờ hiệu quả chắc chắn là không đủ tốt để trở nên hợp lý về mặt tài chính. Ví dụ, Facebook không phải là công ty đầu tiên nghĩ đến việc thu lợi từ mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là một trong những công ty đầu tiên xây dựng mạng xã hội để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Những người sáng lập Facebook đã nhìn thấy tiềm năng trong hệ thống các trang truyền thông xã hội mà những người khác không làm được. Tương tự như vậy, Google Mark đã là một gã khổng lồ kiểu S trong giai đoạn sơ khai. Vào thời điểm đó, hầu hết các cửa hàng bách hóa lớn đều ở các thành phố lớn. Nhưng vợ của Sam Guo từng không muốn sống ở khu vực đô thị lớn. Bằng cách đặt các cửa hàng của mình ở các vùng nông thôn, Guo từng đã có thể thu được lợi nhuận từ một chiến lược mà những người khác đã bác bỏ chủ yếu bán hàng cho người dân ở các vùng nông thôn, lý tưởng nhất, các công ty mong muốn duy trì sự đổi mới và có lợi nhuận sẽ nuôi dưỡng cả hai loại. Cả hai loại lo Shop, nếu không được khám phá đầy đủ, đều có thể ngăn cản một công ty thu được lợi ích từ một sản phẩm có tiềm năng đột phá. Phần 4. Thông tin chi tiết quan trọng hai, một âm thanh lo Shop vẫn có thể phát ra âm thanh ngay cả khi nó không đạt được một số thử nghiệm đầu tiên mà nó được áp dụng. Ngày nay Statin một loại thuốc làm giảm cholesterol xấu được sử dụng để cứu hàng trăm ngàn người khỏi cái chết do đau tim hoặc đột quỵ tuy nhiên loại thuốc thần kỳ này hầu như chưa bao giờ trải qua giai đoạn thử nghiệm cần thiết để cho thấy hiệu quả của nó đối với những người có nguy cơ bị suy tim khi statin lần đầu tiên được phát triển các nhà nghiên cứu nhật bản nghiên cứu về loại thuốc này đã thử nghiệm chúng trên chuột họ không biết rằng chuột không có cholesterol xấu và do đó thử nghiệm không có nhóm đối chứng có ý nghĩa trước sự bối rối của các nhà khoa học thuốc dường như không hoạt động tuy nhiên sau đó akira endo nhà khoa học chính nghiên cứu về statin đã phát hiện ra rằng chuột là loài động vật không phù hợp để sử dụng làm đối tượng thử nghiệm cho loại thuốc mới của mình gà không giống như chuột có cả cholesterol tốt và xấu hiệu quả của loại thuốc này trong việc điều trị da cầm có hàm lượng cholesterol cao cho phép các nhà khoa học sau đó thử nghiệm loại thuốc này ở chó và khỉ và cuối cùng là ở người nơi nó được chứng minh là làm giảm lượng cholesterol cao ở mức nguy hiểm nếu một lo on short không thành công trong một vài nỗ lực thử nghiệm đầu tiên bạn nên xem xét liệu lỗi có phải do thử nghiệm hay không hơn là do bản thân ý tưởng những trường hợp này được gọi là thất bại giả có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc phá hủy cơ hội mà các lần bắn súng thành công cuối cùng sẽ được áp dụng cho kịch bản tối ưu của chúng. Không ai có thể loại bỏ hoàn toàn khả năng một ý tưởng hoặc ứng dụng thử nghiệm sẽ dẫn đến thất bại giả, nhưng bằng cách kiểm tra các thành phần góp phần gây ra thất bại, một nhà khoa học có thể thu hẹp tỷ lệ cực rằng một lo-hot sẽ bị loại bỏ sớm. Thử các bài kiểm tra thay thế hoặc đặt giả thuyết về kết quả sẽ như thế nào nếu áp dụng phương pháp lo on hot cho một vấn đề khác, có thể đảm bảo rằng phương pháp này được kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Phần 5. Cái nhìn sâu sắc chính ba Cả văn hóa và cấu trúc đều là những thành phần quan trọng giúp công ty có khả năng tạo ra những bước đột phá thành công. Văn hóa công ty tốt đã được ca ngợi như một thành phần chính của các doanh nghiệp thành công nhưng ý tưởng về văn hóa đã được thảo luận rộng rãi đến mức ý nghĩa của nó đã bị che khuất nặng nề hoặc thậm chí bị mất hoàn toàn thường điều này là do các thông số về văn hóa của một công ty thành công được thu thập sau thành công của nó ví dụ một nhà văn kinh doanh sẽ tập trung vào một số tập đoàn có quy mô và danh tiếng tương tự đồng thời làm việc để xác định những điểm chung dẫn đến chiến thắng của các công ty tuy nhiên văn hóa không phải là một thuộc tính vô dụng nó có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và thái độ của nhân viên nếu không có một nền văn hóa lành mạnh một công ty có thể sẽ mất nhiều nhân viên tài năng của mình vào tay các doanh nghiệp khác bất kể công ty đó có phát triển được bao nhiêu công ty cấu trúc có thể quan trọng hơn văn hóa nhưng không nên bỏ qua thành phần nào lý tưởng nhất là văn hóa của một công ty sẽ khuyến khích những thay đổi về cấu trúc mang lại hiệu quả và chấp nhận rủi ro khi vượt qua khó khăn thay vì cản trở chúng ví dụ nếu văn hóa của công ty được xây dựng trên cơ sở khuyến khích thử nghiệm và đổi mới thay vì khen thưởng theo thâm niên hoặc sự nổi tiếng thì nhân viên sẽ có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro có thể dẫn đến thất bại khen thưởng cho những bước đột phá quan trọng nhưng không lường trước được cũng có thể củng cố ý tưởng rằng sự khéo léo là thuộc tính có giá trị nhất mà nhân viên có thể mang lại tuy nhiên các công ty trừng phạt sự thất bại của một người sáng tạo tầm thường bằng việc chấm dứt hợp đồng cũng sẽ vô tình trừng phạt sự đổi mới và sẽ không khuyến khích nhân viên của họ thử các chiến lược mới vì văn hóa sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ thành công thông thường. Phần 6. Key Insight 4. Loại bỏ nấc thang sự nghiệp của công ty có thể khuyến khích sự đổi mới. Trong hầu hết các tổ chức, nhân viên làm việc chăm chỉ để được thăng chức, tăng lương và các chức danh mới, thay thế sếp hay sếp của sếp được coi là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hệ thống khen thưởng này không khuyến khích nhân viên nghĩ ra những ý tưởng có thể không nhận được sự khen ngợi ngay lập tức từ đồng nghiệp hoặc từ cấp trên tốt nhất nó có thể khuyến khích một công nhân ủng hộ một cách mù quáng bất kỳ người nào được yêu thích nhất trong số những người có quyền lực trong công ty loại trừ việc nuôi dưỡng đồng thời bất kỳ người nào khác không nhận được sự thiên vị tương tự các công ty chỉ có thể trở thành vườn ươm cho những kẻ thất bại nếu tư duy bậc thang nghề nghiệp bị loại bỏ cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng hay DARPA là một cơ quan của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chuyên phát triển các công nghệ quân sự mới. Nó hoạt động mà không có một nấc thang nghề nghiệp cố định mà nhân viên có thể hướng tới để leo lên. Vì DARPA đang phát triển rất nhiều công nghệ khác nhau cùng một lúc nên nhân viên của DARPA được giám sát bởi một nhóm nhỏ các nhà quản lý dự án. Những người quản lý dự án này chỉ có thể được tuyển dụng trong 2 hoặc 4 năm, nghĩa là họ không có sự nghiệp lâu dài tại DARPA không có chức vụ nào lớn hơn để đấu tranh và không có danh hiệu tối thượng nào để thèm muốn. Nếu không có những khuyến khích đó, các nhà quản lý dự án DARPA có thể dễ dàng tập trung vào lợi nhuận trước mắt hơn là tham vọng cá nhân của họ. Phần 7. Key Insight 5 Ngay cả những nhà lãnh đạo tài năng cũng có thể đánh chìm lợi thế sáng tạo của công ty nếu họ không sẵn sàng giải trí với những trò đùa vui do người khác tưởng tượng ra. Thế giới kinh doanh thích tuyên truyền huyền thoại về một doanh nhân tài giỏi, một người lập dị, người có thể nhìn thấy trước sự thành công của một số trò lừa bịp từ rất lâu trước khi chúng được công chúng đón nhận. Tuy nhiên, những thiên tài sáng tạo như vậy không tồn tại. Ngay cả khi các doanh nhân cũng là những nhà phát minh tài năng, tầm nhìn của họ cuối cùng có thể nhấn chìm một công ty nếu họ chỉ cho phép những thành công của riêng họ hoặc những thứ mà cá nhân họ thích trải qua quá trình thử nghiệm và phát triển khi một nhà lãnh đạo duy nhất, bất kể tài năng đến đâu, kiểm soát tất cả các quyết định liên quan đến việc thử nghiệm và loại bỏ lo on nào, thì công ty có nguy cơ rơi vào một kịch bản nguy hiểm được gọi là bẫy Moses. Trong những trường hợp này, nhà lãnh đạo trở nên say mê với những thành công trong quá khứ đến mức họ bắt đầu quảng bá những ý tưởng dựa trên công nghệ, thay vì dựa trên quy trình mà nó được tạo ra những nhà lãnh đạo đã rơi vào bẫy môi xe cũng có nguy cơ phớt lờ hoặc coi thường những người làm việc trong lĩnh vực nhượng quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhân viên nhượng quyền rất quan trọng đối với sức khỏe của bất kỳ công ty nào đang phát triển cả nhượng quyền và bán lẻ. Các nhà lãnh đạo giỏi học cách quản lý quá trình biến một ý tưởng hay thành sản phẩm hoàn chỉnh mà không gây ảnh hưởng hoặc thay đổi quá trình phát triển ý tưởng đó. Ví dụ, khi hãng phim Pixar của Disney bắt đầu tạo ra những bộ phim hoạt hình hoàn toàn bằng máy tính, người đồng sáng lập apple steve jobs đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho thành công của bộ phim bom tấn đầu tiên vào thời điểm đó jobs là nhà đầu tư chính và cổ đông chính của pixar tuy nhiên jobs không liên quan nhiều đến cốt truyện hay hoạt hình của toy story thay vào đó ông tập trung vào việc tài trợ cho liên doanh điện ảnh và xây dựng triển vọng của pixar trên thị trường chứng khoán không giống như những khía cạnh khác trong sự nghiệp kinh doanh của mình nơi jobs luôn đảm nhận trọng trách phát triển sản phẩm Thời gian của Jobs tại Pixar cho phép ông học được rằng một số dự án có thể thành công hơn nếu các thành viên trong nhóm được giao cho họ được trao nhiều quyền tự chủ hơn. Thay vì trở thành một Moses, người hướng dẫn những cảnh quay điên cuồng trong các xưởng phim của Pixar, Jobs đã học cách nhận ra và tổng hợp nỗ lực của những người lao động có tài năng khác nhau. Phần số 8. Key Insight 6. Áp lực từ đồng nghiệp có thể đóng vai trò là động lực tuyệt vời thay cho phần thưởng văn phòng truyền thống tại darpa các nhà quản lý dự án phụ thuộc vào việc xây dựng sự tôn trọng và công nhận trong cộng đồng của họ vì họ chỉ có những điều khoản hạn chế để làm việc tại bộ phận nên việc phát triển mối quan hệ với những người quản lý dự án khác là điều cần thiết gây ấn tượng với đúng người hoặc tạo ra bước đột phá phù hợp có thể đảm bảo cho người quản lý dự án có nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực khoa học của mình sau khi rời bỏ công việc của chính phủ nếu các nhà quản lý dự án có thể xác định được một cú nhảy vọt thành công sau đó họ sẽ có khả năng giành được sự tín nhiệm xã hội và nghề nghiệp cần thiết để thử nghiệm một cơ hội tiềm năng khác trong tương lai mặc dù áp lực của bạn bè và sự công nhận của bạn bè thường không dẫn đến phần thưởng tài chính nhưng chúng có thể đóng vai trò là động lực thậm chí còn hiệu quả hơn cả việc tăng lương thưởng hoặc tăng quyền chọn mua cổ phiếu áp lực của bạn bè và sự công nhận của bạn bè là những hình thức công bằng mềm một loại phần thưởng bao gồm các khuyến khích gián tiếp ví dụ nếu một nhân viên được đề nghị tăng lương điều đó có thể đóng vai trò là động lực để đáp ứng các tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian giới hạn tuy nhiên nếu anh ta được đảm bảo có cơ hội giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của những người lao động khác mà anh ta tôn trọng thì động lực của anh ta có thể kéo dài lâu hơn so với nếu anh ta chỉ đơn thuần được cho nhiều tiền hơn áp lực ngang hàng và sự công nhận của đồng nghiệp mang đến cho các nhà khoa học DARPA cơ hội hợp tác với các đồng nghiệp đáng kính nếu họ thành công, cũng như tăng cơ hội họ sẽ được một công ty béo bở thuê sau khi làm việc tại DARPA. Khuyến khích và khuyến khích sự cạnh tranh mang tính xây dựng giữa các đồng nghiệp có thể tăng năng suất mà các nhà lãnh đạo không cần phải đưa ra bất kỳ phần thưởng hữu hình nào. Phần 9. Thông tin chi tiết quan trọng 7. Những pha bắn súng thành công cũng quan trọng để phân tích như những pha thất bại. Khi kiểm tra xem một lo shot có tiềm năng hay không, điều quan trọng là phải xem xét liệu lo shot có bị đặt vào tình huống thất bại giả hay không. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là xem xét liệu một khẩu súng ngắn có thành công hay không là do một yếu tố nằm ngoài những ưu điểm của bản thân khẩu súng đó hay do thử nghiệm mà nó phải trải qua. Một chiến lược hoặc ý tưởng tồi đôi khi có thể dẫn đến thành công cũng như một ý tưởng hoặc chiến lược tốt đôi khi có thể dẫn đến thất bại các nhà khoa học và doanh nhân nên làm việc để đánh giá các quyết định và kết quả của chúng một cách riêng biệt thay vì kết hợp sức mạnh của một quyết định với kết quả của nó nếu các nhà đổi mới không xem xét kết quả và quyết định của họ một cách riêng biệt thì các kế hoạch kém cỏi có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với các kế hoạch hợp lý các bậc thầy cờ vua chẳng hạn như garry kasparov minh họa cách các nhà đổi mới có thể học cách tách kết quả ra khỏi các quyết định khi kasparov thua một ván cờ vua anh ta không chỉ xem xét nước đi đã dẫn đến thất bại của mình thay vào đó anh ấy xem xét lý do tại sao anh ấy thực hiện nước đi khiến anh ấy thua ván cờ và tìm ra cách anh ấy nên điều chỉnh quá trình ra quyết định của mình cho các ván đấu trong tương lai nếu kasparov phát hiện ra rằng có điều gì đó làm anh ấy mất tập trung hoặc anh ấy đưa ra quyết định dựa trên logic sai lầm thì anh ấy có thể tính đến những yếu tố đó trong ván đấu tiếp theo của mình. Bằng cách kiểm tra chiến lược của mình thay vì hành động chính xác của anh ấy, Kasparov sẽ có thể cải thiện quá trình của anh ấy trong các trận đấu trong tương lai. Phần 10. Cái nhìn sâu sắc 98. Vườn Ươm là Onshot có thể được sử dụng để nuôi dưỡng sự phát triển trong các công ty và rộng hơn là ở các quốc gia. Ai cũng biết rằng cuộc cách mạng khoa học đã diễn ra ở châu Âu. Tuy nhiên, nó có thể đã xảy ra ở trung quốc hoặc ấn độ trước nhiều thế kỷ trước khi châu âu bắt đầu đạt được những tiến bộ trong thiên văn học hóa học toán học và sức mạnh quân sự các quốc gia ở phương đông đã đạt được những bước tiến trong những khám phá khoa học quan trọng tuy nhiên các nhà khoa học ở trung quốc và ấn độ vẫn chưa tìm ra chiến lược quan trọng giúp mang lại cuộc cách mạng khoa học phương pháp khoa học những khám phá vẫn được coi là sự thật cá nhân chứ không phải là những sự thật vĩnh viễn có thể được đưa ra bởi bất kỳ ai có kỹ năng và công cụ để kiểm tra các giả thuyết. Một số nhà khoa học, chẳng hạn như các nhà thiên văn học, thậm chí không thể tiếp tục thí nghiệm của họ nếu không có sự cho phép của chính phủ. Trong môi trường đó, là sống hay chết dựa trên ý thích bất chợt của các chính trị gia và nhà cầm quyền. Tuy nhiên, châu Âu đã tạo ra một bầu không khí khác cho các nhà khoa học của mình. Trong thế kỷ 17, Nước Anh đã thành lập Hiệp hội Hoàng gia Luân Đôn. Xã hội đó tập hợp các nhà khoa học nổi tiếng từ một số lĩnh vực, những người sau đó có thể trao đổi ý tưởng, truyền cảm hứng cho nhau và cạnh tranh với nhau để đạt được những bước đột phá. Hiệp hội hoàng gia đó phục vụ như một phiên bản quốc gia của vườn ươm On -shot, nơi các On tiềm năng có thể được nuôi dưỡng và bảo vệ trước những ý tưởng nhượng quyền đã được chứng minh nhiều hơn giống như Hiệp hội Hoàng gia đã giúp phát triển hơn nửa cuộc cách mạng khoa học đang phát triển ở châu Âu và tập trung nhiều chiến thắng của nó ở Anh. Một công ty có thể sử dụng vườn ươm Lexot để thúc đẩy thử nghiệm và trao đổi các ý tưởng có giá trị. Nếu không có các quy tắc độc đoán hoặc các nhà lãnh đạo thiển cận để bóp nghẹt nghiên cứu đầy hứa hẹn, một công ty hoặc quốc gia có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Phần 11. Người quan trọng Safi BAHCALL là một nhà vật lý và doanh nhân có công ty phát triển nguyên mẫu phương pháp chữa trị bệnh ung thư. La On -S -S -S, là cuốn sách đầu tiên của anh ấy. Theodore V. 1845 đến 1920 giám sát quá trình phát triển điện thoại thành một thiết bị có thể được sử dụng trên toàn quốc với tư cách là giám đốc điều hành của American Telephone và Telegraph Act và T. Alexander Graham Bell 1847 đến 1922 là nhà phát minh người Scotland, người đã chế tạo và cấp bằng sáng chế cho chiếc điện thoại đầu tiên. Akira Endo là một nhà hóa sinh người Nhật Bản đã phát triển statin, loại thuốc được sử dụng để giảm cholesterol. Phần 12. Phong cách của tác giả. Safi B-A-H-C-A-L-L hiểu rằng đối với hầu hết độc giả, những chi tiết nhỏ của khám phá khoa học có thể gây nhàm chán khi đọc và tệ nhất là khó hiểu tuy nhiên lịch sử khoa học chứa đầy những nhân vật hấp dẫn và những bước ngoặt đáng nhớ giúp bahcall dễ dàng trình bày lập luận của mình về cách các tổ chức nên cân bằng giữa phim ngắn và nhượng quyền thương mại theo những cách hấp dẫn và đáng nhớ mặc dù cuốn sách của bahcall chủ yếu theo dõi những phát triển khoa học đã được sử dụng để cách mạng hóa các kỹ thuật quân sự và ngành y tế nhưng ông cũng bao gồm các ví dụ từ các công ty chính thống hơn, chẳng hạn như IKEA và Walmart. Các câu chuyện của anh ấy được hỗ trợ bởi các hình minh họa, bản và biểu đồ phản ánh và củng cố các lập luận của anh ấy. là Spitz có chính chương được chia thành ba phần. Phần đầu tiên giải thích các quy tắc cơ bản của việc nuôi dưỡng những cú nhảy vọt qua cuộc đời của một số chuyên gia, những người đã tạo ra những bước đột phá trong ngành của họ. Phần thứ hai sử dụng phép loại suy của các chuyển pha vật lý để kiểm tra một số tình huống, chẳng hạn như cháy rừng và luồng giao thông. Nó cũng giải thích cách các công ty và các nhóm khác có thể sử dụng ý tưởng chuyển pha để cố gắng đạt được trạng thái cân bằng động. Phần thứ ba giải thích điều mà BAHCALL coi là phát minh cuối cùng, đó là phát minh và truyền bá phương pháp khoa học ở châu Âu trong cuộc cách mạng khoa học. Cuốn sách cũng bao gồm phần mở đầu và giới thiệu, cũng như lời bạc, hai phụ lục được sử dụng để tóm tắt các quy tắc được nêu trong cuốn sách và phương trình được khuyến nghị mà các tổ chức có thể sử dụng để tăng cường đổi mới. Ghi chú về các nguồn của BAHCALL cũng được bao gồm Phần 13 Góc nhìn của tác giả Safi BAHCALL chế diễu hầu hết các cuốn sách kinh doanh tuyên bố mình biết bí mật để tạo ra một nền văn hóa hiệu quả. Theo kinh nghiệm của ông, những cuốn sách như vậy chủ yếu dựa trên việc xác định các công ty thành công và xác định những điểm tương đồng, bất kể các yếu tố được xác định có thực sự góp phần vào lợi nhuận của các tổ chức đó hay không. B.A.H.C.A.L. lợi thích phân tích dựa trên phương pháp khoa học hơn là suy đoán đơn thuần. Là con trai của hai nhà vật lý thiên văn, anh ấy lập luận rằng anh ấy được nuôi dạy để tìm kiếm những lời giải thích không dựa trên sự trùng hợp hoặc xu hướng thu thập được trong nhận thức muộn màng mà dựa trên các mô hình có thể được nhân rộng trong thời gian thực trong loansticks anh ấy cố gắng sử dụng nền giáo dục đó để tìm ra mối liên hệ sâu sắc hơn giữa thành công của công ty và sự sẵn sàng đón nhận những ý tưởng độc đáo của công ty bằng cách bắt chước lời khuyên mà ông ủng hộ trong cuốn sách tức là bằng cách tách biệt sức mạnh của một quyết định với kết quả của nó bahcall có thể dễ dàng tách biệt những người mà ông coi là những nhà đổi mới thực sự khỏi những người chỉ đơn thuần vấp phải thành công tuy nhiên vì phân tích của bahcall vẫn chủ yếu dựa trên cách giải thích lịch sử của chính ông nên phương pháp vạch ra các chiến lược kinh doanh thành công của ông không khác nhiều so với các tác giả khác đã tạo ra các tác phẩm tương tự các loansticks mà bahcall xác định phần lớn là sản phẩm của sự đổi mới của phương tây nhưng bahcall không giới hạn các ví dụ của mình ở hoa kỳ hoặc châu âu ông xem xét chi tiết các phát minh của trung quốc trong chương cuối cùng và anh ấy cũng đi sâu vào câu chuyện của Akira Endo, một nhà khoa học Nhật Bản ít được biết đến, người hiếm khi được ghi nhận chính xác vì đã tạo ra một loại thuốc giảm cholesterol. Bằng cách học hỏi từ các doanh nhân và nhà đổi mới trong nhiều ngành khác nhau, bất kỳ tổ chức nào cũng có thể học cách đi tiên phong, thử nghiệm và hoàn thiện các chiến lược và phát minh có vẻ buồn cười nhưng sinh lợi về mặt tài chính. Phần 14. Kết thúc Instagram Chúng tôi hy vọng bạn thích InstaRit này.